Mở đèn hết lên luôn, bỏ hết lên. Ai có điện thoại thì mở đèn, nếu mà mọi người mở đèn thì em tắt đèn của em, tại đèn của em nó quay mọi người thôi. Ừ, mở đèn led đi, quay cho nó rõ. Mọi người, ủa? Ai có điện thoại thì mở đèn đi. Có tầng 1, tầng 2, đâu có tầng 3. Đây là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Lên lên lối này luôn nè. Tầng 1. Lên lối này luôn đi, cầu thang hả? Đi. Đi đi đi. Ai dẫn đầu? Thành Thái dẫn đầu. Đi. Quy định mày sẵn rồi. Tao chạy sao được? Cho tao mượn đường pin. Đường pin đâu? Đây, quay phim đi đâu? Ây chà. Má căng vậy. Sorry, sorry. Đây là bộ salon, kia có giường ngủ. Đấy. Làm gì vậy? Đi. Lên, đứng đó sao được? Ai thắp nhang gì nhỉ? Còn không có nhang, không có nhang. Vô lại cái thức. Lại cầm. Mẹ lên đi, đừng có lấy lại tao nữa đấy. Rồi tao chụp hình mày không nha. Rồi vô. Vô 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 vô. Vô 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 vô. Anh em đi theo sau nha. Không, sao? Giờ thống nhất sao? Vô thì vô hết. Mình vô, anh em cùng vô. Mình vô là đánh động rất ngủ người ta ấy, thật sự đó. Thì bây giờ mình xin rồi. Xin thì xin chứ, mình vô là đánh động rất ngủ người ta đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật á, mình mà bước vào đây đánh động rất ngủ người ta đấy. Ừ. Đánh động nãy đi giờ rồi. Ra đây đi ngó lên được, thật sự là mình đang nhột cái này mình nói rồi, không ra đây đứng ngó lên được. Đừng ngó lên cái rồi bây giờ nha. Ngó lên là... xuống thì vô. Hết cái quần hả? Ừ. Ở chẳng chẳng tay. Tầng này là tầng 1 rồi đúng không? Tầng 2 nè, lên tầng kia tầng 3 đúng không? Cái tầng nhỏ nhỏ này tầng 3 đúng không? Phải không? Tầng 3 tầng gác mái, áp mái hả? Áp mái này đúng không? Thì tầng này tầng 2 à. Tôi thật sự là mình đứng đây là đất việc người ta không đi được. Ừ, ông Thái này. Đã tới đây rồi. Đám động người ra đấy. Rồi sao điện thoại sắp hết pin rồi. Rồi phút đi ra trước anh theo sau nè, theo nè. Rồi ta đi xuống. Ta đi xuống. Đi, rồi. Rồi không? Anh em vô, mình vô. Dạ cho ghé thăm nhà cái. Bây giờ đi đâu? Đi ngõ nào? Bây giờ đi từ bên phải qua đi. Có con mèo. Con mèo. Người lâu dọn mà. Nước nè. Ừ. Không có ấy. Đèn cày, đèn cày. Có chén ăn rồi, bị thơm rồi. Rồi bây giờ mình đi tới phòng bên đây. Đây, 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 đây. Ê, bên này có cái giường đó. Thì bên đây cũng có giường vậy. Đi vô không? Đi qua cái nệm coi nè. Thì đi, đã kêu đi từ bên phải qua. Đi, phục đi, đi xem đi. Ủa, mấy cái phòng người ta được mà, đi lên tầng kia. Tầng là đồ dọn dẹp thì có gì đâu. Trong đây có cái nón bảo hiểm nè. Trời ơi, kìa mọi người, đừng vô phòng ngủ người ta. Đi. Rồi, rồi, rồi. Đảm bảo. Có nón. Đảm bảo có người ở. Có người ở. Thì ban ngày thì người ta ở là đúng rồi. Lát chiều về thôi. Có cái gương mà thấy không? Đi đâu? Đi, bước lên, chưa, đi hết bên đây. Đừng có vào mấy cái phòng ngủ nó kỳ lắm. Ăn đi. Toàn phòng ngủ thôi. Có người ở đây. Đây nè, đứng nè. Quay nè, quay nè bút. Về đây. Nè. Đây.
canh tối là đốt lửa chạy đây nướng đồ ăn. Rồi đây 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 lên tầng trên. Má có đèn vậy mà nãy kêu không có thằng nào có đèn. Giờ lên cầu thang nha. Anh em đi xét nha. Anh Thái đi trước đi. Xin lỗi xin lỗi các oan hồn này nọ, tôi tham quan thôi, tôi không dám tiền các oan hồn đâu, tôi chỉ tham quan. Giờ bây giờ sao? Bên phải qua đúng không? Bên phải. Bên đây có phòng nè. Không phải đây là kho phòng xi măng kìa. Đây là đây là đường lên tầng 3. Lát nữa rồi đi. Ra 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 ngoài ngõ xuống lên được cái. Không. Đây. Này cái cánh qua đây qua đây. Cái này là ban công, ban công. Ừ đi, đi, xuống đây. Rồi bác sẽ mang người ở dưới còn người ở. Xin lỗi. Rất là sorry. Mới sửa lại à, cái đây có cái đường đi xuống cái chỗ nãy nè. Nãy nó có đường đi đó. Rồi, quay đường lại đi. Rồi đây. Là cái đường này là đi xuống cái chỗ đó xây kìa. Không, mình làm sao ra ngõ xuống đi ra sông đi. Đây có một cái bàn thờ. Đây cũng có một cái bàn thờ. Thức vô lại cái thức. Vãi cái thức. Anh Thái vô lái à, mà anh Thái quên. Anh Thái bên công giáo. Ủa nhưng mà tại sao lại có cái mày vô mày chào chị nha, nói mày phái cái đi mà mình không đi ngang. Không có cái. Nè, có đi đốt à? À có nhang kìa, thắp cây nhang. Thái rung tay. Ho còn mới cáo luôn. Người ở nhưng mà chắc không ở lại đêm. Anh hiểu không? Canh đêm mà chỗ này vắng vẻ quá. Sao người ta ở? Rồi đi ra trước. Đây nè. Đây có chiếu, đây có chiếu. Đây có tường Phật, đây có tường Phật. Bên đây có nhang, qua đây cúng cái nữa nè. Phật tượng Phật nè. Phật A Di Đà nè. Phật Di Lặc. Nam Mô Di Đà Phật. À, thức vô thắp nhang cái thức. Anh Vinh vô thắp nhang anh Vinh. Bên nào thắp nhang cũng được, anh Thái thắp nhang cũng được, không sao á. Đâu có nhất định ấy đâu. Một, hai, ba, bốn. Ồ, Phật ấy không á.
có đường điện mà. Rồi, đường điện đi đường điện rồi ngõ hết câu chuyện vô mà. Sao có ba cây, tao thì không đốt cho bên đây. Dạ dạ dạ, không có bất nữa chiếu. Phốt bốt. Anh Thái mặc áo phản quang nó phản lại vô lên hình nó có quá. Anh Thái đừng có lên hình, để cho anh Vinh lên hình thôi. À, trong đây nóng mà, bỏ ra luôn đi. Tại sao phải tháo áo mồm không dắt gì đâu? Thường thường người Việt Nam nó vậy, sao? Lên luôn. Lên tới đây rồi. À, còn có tầng. Anh Thái này. Không. Nói chung với em là mình xin người ta rồi. Anh Thái vậy, anh Thái vậy. Anh Thái lộn cái áo lại mặc thử. Mình đi hết là không đúng. Lên trường cho nó yên tĩnh lại cho người ta. Điếu rồi. Không nên trường một nơi yên tĩnh lại cho người ta đi, có gì cũng có gặp đến anh em mình tới đây là được rồi. Bên đây qua chưa, bên đây qua chưa? Dạ, đây nè. Bên đây qua chưa? Tao nói mày đi, mày cứ nhà mày đi mày. Anh Vinh bên đây qua chưa? À, bên đây còn một cái nữa nè, thắp nhang Vinh. Bên đây còn một cái nữa nè, cái lư hương nữa nè. Thắp anh Vinh. Cái gì đâu có cái gì đâu. À, khúc mày thắp đi. Nhang cả. Có khi thờ khúc mày người khúc mày. Rác. Nhân anh Vinh chuyên viên bảo vệ môi trường cầm theo, cầm về luôn nha. Thôi để đi, để gọn ngay này bên này. Thật sự mình nghĩ anh em đừng nên lên lầu 3. Cái gì nó cũng có giới hạn nó. Có giới hạn nó, anh em chiều một chỗ lên thân. Và sau đó em mưa có sương mù. Ba đầu ba. Ba tầng áp mái không? Cái đường nãy đi lên lầu 3 đó. Thấy không? Chỗ này kêu anh thuê khách sạn thì đâu có ở nhiều phòng lắm đâu ta. Chỗ này không phải nữa, không phải nữa, nhưng mà được xây an lại rồi. Những cái thứ này là được xây hết rồi. Họ xây nhà để họ ở. Đúng, thay khách sạn. Nhưng những thứ này được đưa về đây làm thành một cái miếu. Thành cái cửa tầng 3. Tầng ba cái đường nãy đi lên đó. Không, thực sự các em lên xuống đi, mình chiều một cái gì đấy yên tĩnh lại cho người ta. Cửa gì vậy? Cửa chào. Cửa xin rồi. Rồi đường này ăn mà. Ủa gì hết. Đi. Đi. Đi ông Thái ông kia. Không, thực sự khuyên anh em lên chiều là một cái gì đấy yên tĩnh cho người ta. Không, lấy vô cái phòng này rồi. Đây nè. Đây. Ra đây. Rồi đi nha. Cẩn thận, coi chừng té. Đây nè. Ui, đừng đi. Tập quyết anh em đi. Ủa, tại sao nó lại làm vậy? Đây. Cẩn thận đi, coi chừng trượt chân. Đúng rồi, cái này đi phải từ từ. Trên đây có tượng Phật. Có tượng Phật luôn kìa.
tượng Phật. Thắp nhang anh Vinh. Có một sư thầy. Một, hai, ba, ba cái nhang. Ba cây. Không phải Phật. À, thầy, sư thầy. Sư thầy nhưng mà có tên không? Sư thầy nhưng mà dạng niết bàn á. Rồi người ta thờ vậy thôi. Đây có cái bóng đèn nè, sờ tay lên thử em thấy. Sờ lên bóng đèn á. Mất đâu mà mất. Phim mới ghê chứ. Đang quay mà, quay này rồi. Ê, cắm nào hoàng quá. Taxi rồi dưới. Thái quay phim là phải đi sao? Ôi, thì đi trước đi. Ủa, lại thấy không? Ở